đang ở trên bưu điện. Rồi, ok. Tắt máy gọi lại. Đây là Trường Chinh, anh Dũng chuẩn bị mua điện thoại A8 của Note 8 của Samsung. Hang chuẩn bị về đến tay anh Dũng. Anh Dũng đang chuẩn bị tiên. Thực tế ra nói thật với mọi người là nhiều khi bỗng dừng nó đến thì nhiều khi nó khó. Không biết là cái món quà này là nó ở đâu nó ra. Nhưng mà nay lại có người gửi về cho. Thì người ta yêu cầu là mang 3.8 triệu lên để lấy hang. Thế nhưng mà lấy hang thì lại không được khui hang. Nên là đăng cái video đây lên để cho mọi người, nếu có ai bây giờ với cái trường hợp như của tôi nên là hết sức cảnh giác. Không có bây giờ 5 triệu cho ạ. Chỉ gì nữa là 799. Gạt sáng hay gạt lên? Nè. Alo. Dạ. Dạ rồi, thì em là bên siêu thị á anh. Rồi. Thì cái thẻ mình đã dựng cho em xin phép kích hoạt cái thẻ của mình nha. Tóm lại là chúng tôi đang ở trên bưu điện nhưng mà chưa nhận đâu, vì là ông ấy không lấy thì ông ấy bảo là chú có lấy thì em quay sang em lấy. Có dạ, được không? Tôi là em trai của ông thân. Thế nhưng mà bây giờ hỏi là nếu ví dụ như mà tôi lấy thì tôi có được hưởng ý không, hay là chỉ có ông thân ông mới được hưởng? Dạ, chỉ là cái số thuê bao em đang gọi á, là Nguyễn Hoàng Thân á anh. Thì là mới số thuê bao đó. Mới được hưởng à? Tại vì cái thuê bao đó đăng ký á. À. Dạ, thì anh mới hỏi rõ bên họ nha, tại bên em chỉ biết là kích hoạt thẻ siêu thị thôi ạ. À, tức là mình là ở dạ. Mình là ở siêu thị à? Dạ, đúng rồi, chuyển máy qua cho em nè. À. Bây giờ anh đang có 3.5 triệu và anh còn đang thiếu tiền. Anh đã chưa? Chưa, về anh không khui thẻ, không khui hàng ra, anh chưa, anh thì là vì anh còn cũng nghi vấn một tí nên là anh chưa khui hàng ra em. À, chưa khui hàng, anh có đang đứng không khui điện không? Anh liên hệ với bên họ đi. Rồi thế để. Bên họ đi. Bảo. Rồi để đấy anh. Anh sẽ nói chuyện với bưu điện anh. Dạ, rồi, dạ, thế là em là nhân viên ở bên. Dạ, em là nhân viên ở. Em nghe được bên kia đấy, chuyển lại qua chuyển cái số điện thoại qua cho em á. À. Nói là bên siêu thị. Em là bên. Nói là ổ là cái kích hoạt thẻ cho mình đó, thì anh nói là chưa nhận, thì để có gì em phải bên đó là đánh dấu là chưa nhận nha. Nhưng tại vì bên đó hỏi em. Thì cho anh hỏi, em là nhân viên bưu điện của di động à? Em là. À, dạ em đâu phải là nhân viên bưu điện. Em bên siêu thị. À, em là. À, em là nhân viên siêu thị. Rồi. Dạ. Rồi. Tại vì trên đó nó nói là dưới anh có nhận thì nhận cửa hàng siêu thị của em á. Ừ. Thì được báo đến. Rồi. Tức là cái thẻ đấy là nếu mà anh kích hoạt, anh mà nhận anh bên em kích hoạt cho thì anh được bao nhiêu, được giảm giá hay thế nào em nhỉ? Alo. Tức là nếu em chỉ kích hoạt mà tại cái thẻ đó bên đó nó là 7 triệu gì đó, thì em chỉ nhận được cái thẻ đó và cho cái mã thẻ đó em kích hoạt lên cho mình mua sắm. Tức là qua siêu thị bên em thì bên anh có thể mua sắm ở chỗ khác thì em không biết. Tức là phải chính cái siêu thị của em thì mới là trong đấy có 7 triệu đúng không? À dạ không, bên em có điện thoại anh, hình như em có tôi nói là có tư vấn chứng minh em cũng là nói là tất cả các siêu thị được mà anh. Nhưng nhưng mà có nghĩa là trong cái thẻ đấy của anh là có 7 triệu đúng không? Nếu như anh nhận. Dạ đúng rồi, thì tại vì bên em chưa có kích hoạt, em không có kích hoạt biến nên bây giờ cái thẻ nó vẫn trống. Rồi. Khi nào mà bên đó có liên hệ với bên em thì nói là ok, anh đọc cái thẻ em để em kích hoạt cho mình. Mà em gọi cho anh thì anh nói là chưa, thì anh có thể
liên hệ với họ đi. Rồi rồi rồi, ok. Dạ, bên em chỉ bên đây, em không có biết là bên họ đang làm việc cho anh gặp những tin mình nào á. Hay thế nhưng mà cái số người ta gọi cho anh là số này mà. Giờ em lại dạ, mà đúng rồi, thì anh bên đó là cho cái đường line của anh á. À. Thôi em em có thể cho anh gặp em cho anh gặp điện thoại viên My được không? Điện thoại My hả? Anh có liên hệ với bên đó, em đâu biết My là ai. Anh hỏi chị điện thoại số này. Em đâu biết nhân viên My là ở bên đó hả? Ở bên tưởng ở bên mình mà. Dạ, họ là họ bảo kết nối, họ bảo kết nối số này đi. Anh đang nói gì vậy? Nãy giờ em nói với anh không hiểu hả? À, thôi được rồi, thế nhá. Dạ dạ. Thế để anh đi ra bưu điện nhá. Rồi rồi, ok. Dạ, em cảm ơn anh. Chào em nhé. Giờ mới tắt đi, tí nữa mới gọi lại. Nó lại gọi lại chẳng mọi. Nhưng mà